chào tất cả mọi người nha. Thì bữa nay là cùng mình dọn cái bụi mía này nè cả nhà. Cả nhà thấy là nó tùm nè. Nó nhiều cái lá nó bị khô nè. Cho nên là mình sẽ dọn cho nó trống để cho cái cây nó thoáng và nó nhanh lớn cũng như là cái cây nó mập hơn cả nhà. Tại vì nó cứ lùm xùm như vậy á thì có một số cây á là nó bị sâu lục thân á. Ăn mất luôn cái đọt á, là nó chết luôn cái cây á. Nên là bây giờ mình sẽ dọn cho nó gọn gàng lại nha. Cái nhà mình thấy là nó có rất nhiều cái bẻ lá khô luôn nè. Cho nên là bây giờ mình sẽ dọn cho nó trống hết. Rồi bây giờ thì cùng mình bắt tay vô dọn dẹp cái bụi này nha. Hôm qua mình mới dọn sơ sơ nè. Mọi người thấy không? Cái cây của nó màu đỏ nè. Mía này là mía hành diệu. Ăn là nó mát lắm. Nó không có ngọt gắt như các loại mía khác. Giờ mình sẽ tước mấy cái bẹ này bỏ bớt. Cái nhà thấy không? Nó bị gặm gạt quá cho nên là nó bị hư nữa đó nha. Cái này nó thối đen luôn nè. Sâu nó đục vô đây nè. Nên là giờ phải dọn cho nó gọt lại. Nó đang lên những cái mầm mới rất là nhiều luôn nè cả nhà thấy. Đây rất là nhiều luôn nè. Giống như măng tre vậy đó. Đây. Một cái đợt nó bị sâu lục thân ăn cả nhà. Cả nhà thấy nó đen không? Nó chết queo luôn rồi. Cho nên giờ mình phải rửa lại. Đây nè, cho cả nhà xem cái mía này nè, để sao lục thân ăn hết luôn nè cả nhà. Đây nè, mà nó chết luôn cái khúc này nè. Giờ nó ra những cái nha, cái nhánh khác nè. Thấy cái nhà, thấy cái đọt nó hư luôn. Thì mình sẽ bẻ cái này bỏ luôn. Mía này rất là giòn và mềm luôn mọi người. Cho nên là mình bẻ cái cây nè. Mọi người nghe thấy nó âm thanh nó bụp 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 rất là giòn luôn. Trước giờ là mình không có dọn quá cho nên là nó bị sâu quá. Cho nên là bây giờ phải dọn bằng dưỡng rồi. Cả nhà thấy nó giòn không? Mình bẻ mà nó kêu rớp 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 nè. Bị sâu rồi. Nên là phải bẻ luôn. Đây là sau khi mình đã dọn nè.
cái bụi hồi nãy là tùm lum luôn. Giờ mình dọn lại còn được mấy cây nè cả nhà. Đó. Chống trải nhìn bụi mía cũng đẹp hơn. Rồi, bây giờ phải qua tới bụi đây nha. Này, ở nhà thấy hết sức bụi mía chưa? Quá trời tùm lum. Này. Xong một buổi thứ hai. Đây cả nhà thấy sao? Sau khi mình dọn xong được hai buổi nè. Đó, sạch sẽ đẹp đẽ không? Đây. Buổi đó. Dọn được hai buổi rồi đó. Giờ qua buổi đây nha cả nhà. Đó, nhà thấy tụt lụp như vậy không? Đây là thành quả sau khi mình dọn dẹp ba bụi mía này cả nhà. Bây giờ thấy trống trải đẹp chưa? Đây ba bụi mía của mình.
quá đẹp luôn, chống chảy cho thoát nắng vô cho nó khô ráo, đặng cho nó không có bị sâu nữa cả nhà ơi. Chứ hôm nay là nó bị sâu quá chừng luôn này.